Xin chào, lại là Trường và Mark One đây. Đây là video đầu tiên của chúng mình trong năm 2024 và mình xin thay mặt toàn bộ ekip của Mark One gửi đến cho các bạn những lời chúc thật là tốt nhất, một năm mới thuận lợi và thành công trong mọi công việc các bạn mong muốn nhé. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta đã bước sang năm 2024, bắt đầu những cái dự định mới, những cái tương lai mới. Vậy thì chúng ta cũng phải vạch ra xem là trong năm nay chúng ta sẽ phải làm gì, có những gì. Thì Apple cũng như vậy. Và đây sẽ là những sản phẩm mà mình nghĩ rằng Apple đã vạch ra và sẽ có thể là ra mắt trong năm nay luôn nhá. Bắt đầu ngay sau intro này. Sản phẩm đầu tiên là một sản phẩm mà mình cũng vô cùng háo hức khi mà nó được ra mắt. Và đã có thông tin cho rằng vào khoảng tháng 2 năm 2024, tức là chỉ còn hơn một tháng nữa thôi, thì sản phẩm này chính thức được bán thương mại ở trên toàn cầu luôn. Đó là Vision Pro. Vision Pro chính là cái kính thực tế ảo mà Apple đã công bố ở trong sự kiện của họ cách đây vài tháng. Dù sao thì nói đi cũng phải nói lại, đây là một sản phẩm rất hay, nhưng với mức giá thời điểm mà được công bố ra là đến 80 triệu đồng thì mình nghĩ rằng là nếu như sản phẩm này được bán thương mại ra thì cũng không có quá nhiều người lựa chọn sản phẩm này và mua sản phẩm này đâu. Có chăng thì sẽ là những reviewer, những cửa hàng mua về để trưng bày này, hoặc là đơn giản là bạn nhiều tiền, bạn muốn trải nghiệm công nghệ mới thì đây sẽ là một sản phẩm dành cho các bạn. Và mình cũng rất mong là khi mà sản phẩm này được bán chính thức ra thì mình cũng có thể là có sớm nhất, hoặc là ít nhất là mình cũng có thể mượn được để trải nghiệm thử về cái công nghệ cực kỳ mới này của Apple nhá. Sản phẩm tiếp theo, thực ra đây là 4 sản phẩm nhưng mà nằm trong chung một dòng, đó là iPad. iPad thì trước mình đã có cập nhật thông tin leak để với mọi người rằng là sẽ có iPad Air, iPad Mini mới. Nhưng mà ở lần này chúng ta sẽ có thêm một sản phẩm nữa, đó là iPad Pro. Và nếu mà nâng cấp về iPad Pro thì chúng ta sẽ phải có con chip M3. Đúng là như vậy. Bởi vì từ sự kiện Scary Fast chúng ta đã được cập nhật chính thức con chip M3 rồi. Vậy thì bây giờ đưa nó lên iPad là một điều rất dễ hiểu. Nhưng nếu mà chỉ nâng cấp về con chip thôi thì không đủ. Chúng ta hãy nhớ về con chip M3, nó được nâng cấp khá là nhiều về mặt GPU. Cùng với đó nữa là tiến trình 3 nanometer nằm trên con chip. Như vậy thì chúng ta cũng cần phải cải thiện thêm một điểm gì đó ở trên chiếc iPad này thì nó mới xứng đáng, đúng không? Vâng, đó là về màn hình. Màn hình chúng ta sẽ có nâng cấp tương đối đáng kể từ kích thước. Kích thước của hiện tại iPad Pro chúng ta có 11 inch và 12.9. Thì hiện tại có thể theo những thông tin leak này, nó sẽ là lên 11.1 và 13 inch, tức là tăng thêm 0.1 inch nữa ở trên iPad. Có vẻ là khá là ít, nhưng mà thôi, cứ coi như nó là nâng cấp đi. Nhưng một điểm quan trọng nữa này, iPad Pro của chúng ta ngày trước chỉ là công nghệ màn hình mini LED mà thôi, nhưng bản M3 này theo các nguồn tin leak ra thì nó sẽ là công nghệ màn hình OLED, tức là màu đen của nó sẽ sâu hơn, hình ảnh của nó cũng sẽ đẹp hơn. Vậy thì nó mới xứng đáng với con chip M3 nằm ở bên trong chứ, đúng không? Và đây cũng là một sản phẩm mà mình cũng khá là bất ngờ rằng là ở trong lineup của iPad lại có thể là xuất hiện thêm sản phẩm này. Vì mình nghĩ là ít nhất cũng phải 2025 cơ. Nhưng rất là hay, thông tin leak uy tín phết đấy nhá. Có thể nó sẽ ra mắt vào trong 2024 đấy. Ngoài sản phẩm này ra thì chúng ta còn hai sản phẩm nữa như mình đã nói từ đầu, đó là có iPad Air và iPad Mini. Cho bạn nào mà chưa xem vid trước mà mình đã có cập nhật thông tin leak thì hai sản phẩm iPad Air trước nhá. iPad Air chúng ta sẽ có hai bản cỡ màn hình. Bản màn hình đó là 10.9 inch và bản màn hình 12.9, hai size màn hình. Cùng với đó nữa là sẽ có con chip M2 ở bên trong. Tất nhiên đây vẫn mới chỉ là tin leak mà thôi và cũng chưa có xác định rõ cụ thể là một sự kiện hay là một tháng nào đó mà có thể ra mắt sản phẩm này. Và cùng với đó nữa chúng ta sẽ có iPad Mini 7. Sản phẩm này thì sẽ vẫn giữ nguyên thiết kế thôi, nhưng mà có khắc phục một số lỗi như là lỗi cuộn thạch, tức là cái hình ảnh của nó cuộn không được đều ở trên màn hình. Cùng với đó nữa sẽ được trang bị thêm con chip A16 Bionic vào bên trong nữa. Và rất tiếc đây vẫn chưa phải là chip M đến từ nhà Apple. Hy vọng là ở trong các cái bản cập nhật sau, tức là những sản phẩm sau của iPad Mini thì sẽ có thêm con chip M ở bên trong. Nhưng mình nghĩ rằng thì với con chip A16 Bionic như thế này ở trên Mini 7 cũng là một cái gì đó rất là ok rồi. Vì cơ bản đây là một màn hình size bé, một chiếc máy bé, nên là việc mà trang bị có một con chip nó quá mạnh về đồ họa ở bên trong nó cũng không thật sự là quá cần thiết. A16 Bionic cùng với đó sửa lỗi ở trên iPad Mini 6, như vậy có vẻ là đủ để cho iPad Mini 7 rồi nhá. Một sản phẩm nữa mà Apple có thể ra mắt trong năm 2024 đó là AirPods Max. Thực ra thì đây cũng là một sản phẩm tương đối toàn diện rồi và mình cũng không có quá nhiều điểm chê cho sản phẩm này. Và có lẽ Apple cũng nghĩ như vậy, nên cái điểm nâng cấp duy nhất có lẽ ở trên chiếc AirPods Max này sẽ là thay thế thêm cổng USB-C ở trên tai nghe của chúng ta. Cùng với đó nữa là cập nhật thêm một số màu mới để chúng ta có thể là dễ dàng mà bị hút máu hơn. Đó. Thì sản phẩm này cũng không có quá nổi bật, nhưng mà mình cũng cứ đưa vào list này để có thể là nếu ai chưa sở hữu một cái AirPods Max thì có thể cân nhắc chờ để có thể là có AirPods Max USB-C nhá. Cái Mark One mà không nói về Mark thì hơi bị thiếu nhỉ.
Thì đây cũng sẽ có một thông tin về Mac, đó là Mac Mini. Cùng với nguồn tin từ Mac Rumor thì họ cho rằng Mac Mini 2024 của chúng ta sẽ được trang bị con chip M3 và M3 Pro. Đó là về thông tin leak thôi. Còn theo mình thì nếu như mà ra mắt sản phẩm này thì có lẽ là sẽ cũng không bán chạy đâu. Và nó cũng khá là thừa thãi bởi vì cơ bản M2 và M2 Pro cũng đã rất là mạnh rồi. Và nó rất là phù hợp cho những ai mà đã nâng cấp từ M1 lên. Nếu mà sản phẩm mới ra mắt thì không ổn lắm. Mình nghĩ nếu mà có thì nó nên là chip M3 Max nằm trên một con Max Studio, thì nó sẽ là một lựa chọn ok hơn cho mọi người. Còn nếu như mọi người có ý kiến khác thì cũng có thể để lại ý kiến bên dưới và comment nhé, để xem mọi người thích là Max Studio hay là Max Mini được ra mắt trong năm nay. Sản phẩm cuối cùng của chúng ta, năm nào chúng ta cũng chờ đợi và năm nào chúng ta cũng săn đón nó, iPhone. iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max mình nghĩ là sẽ có một chút nâng cấp nho nhỏ về mặt phần cứng. Đầu tiên là phải nói về màn hình. Hiện tại của chúng ta 15 Pro và 15 Pro Max đang là màn hình 6.1 và 6.7 inch. Còn trên hai sản phẩm tiếp theo của chúng ta sẽ là 6.3 hoặc là 6.9 inch. Tức là màn hình sẽ to hơn khoảng 0.2 inch nữa, tăng diện tích hiển thị của chúng ta. Mà như bây giờ chúng ta đang thấy ở trên chiếc 15 Pro Max ấy, thì màn hình của nó đã rộng, viền nó lại còn mỏng nữa. Thì ở trên 16 Pro Max chắc chắn là màn hình cũng sẽ rộng hơn nữa, và chúng ta có thêm nhiều thứ để có thể giải trí hơn ở trên chiếc màn hình này. Apple luôn luôn có một truyền thống rằng là các sản phẩm trong hệ sinh thái của họ luôn phải hỗ trợ tương thích cho nhau một cách tốt nhất. Thì chúng ta có sản phẩm Vision Pro mới được ra mắt trong năm nay, thì chắc chắn iPhone cũng phải nâng cấp để có thể là tương thích với cả Vision Pro tốt hơn. Một con chip mạnh hơn đó là A18 Pro. Cùng với đó nữa là sẽ có thêm nâng cấp về camera. Camera ở iPhone nâng cấp thì liên quan gì đến Vision Pro nhỉ? Thì có thể là camera của iPhone cũng có thể là cung cấp hình ảnh, thông tin dành cho Vision Pro. Vậy nên cũng sẽ có một chút nâng cấp từ camera. Mặc dù biết đây cũng là một cái điểm nâng cấp mà năm nào camera của iPhone đều có, nhưng chúng ta cũng có thể kỳ vọng thêm về việc Ultra Wide ở trên camera của iPhone 16 Pro Max, hay là về các cái cảm biến ở trên camera của iPhone cũng sẽ tốt hơn nữa nhé. Một vài nâng cấp nữa dành cho chiếc iPhone xịn nhất của năm 2024. Đó là về nâng cấp kết nối, khi mà 5G của con máy này sẽ nhanh hơn này. Và cùng với Wi-Fi 7 này cũng có tốc độ là nhanh hơn 2.4 lần so với cả Wi-Fi 6. Hy vọng chúng ta sẽ có thêm nhiều các cái nâng cấp hơn nữa ở trên iPhone, chứ không chỉ đơn thuần dừng lại ở các cái phần cứng như thế này. Còn bạn mong chờ sản phẩm nào nhất cho năm 2024? Đừng ngại mà để lại ý kiến bên dưới và comment nhé. Và nếu đồng tình với video này, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Magwan để không bỏ lỡ những nội dung tiếp theo của Magwan ở trên YouTube, YouTube Short và TikTok nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.